quý vị và các bạn, sông Cầu Bây từng là nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu cho hàng nghìn hecta cây trồng của huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tuy nhiên, từ khi các khu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn quận Long Biên, sông Cầu Bây ngày càng trở nên ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Phản ánh của nhóm phóng viên Alo Đường Dây Nóng. Ông Hoàng Văn Lập, tổ dân phố An Lạc, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội có vườn cây ăn quả ngay sát bờ sông. Thế nhưng hơn chục năm nay, ông Hoàng Văn Lập không còn dám lấy nguồn nước từ sông này để tưới cây nữa vì nó đã bị ô nhiễm nặng nề. Ông cho biết, càng ngày nước sông càng đen kịt, nhiều chỗ còn đóng thành mảng váng, quanh năm bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường sống của hơn 500 hộ dân ở tổ dân phố An Lạc. Mấy năm nay là không biết là cái nhà máy ở trên kia nó đẩy ra hay thế nào, không nắm được nguyên nhân. Đến bây giờ là chỉ biết là nước ở đâu nó mặn trên kia nó chảy về đây thôi. Ngày xưa thì trong lắm. Còn tắm chặt thoải mái, còn có cá, bây giờ chả thấy con cá. Sông Cầu Bây, đoạn chảy qua địa bàn huyện Gia Lâm dài khoảng 7,2 km. Người dân ở đây cho biết, từ khi khu công nghiệp Sài Đồng B và một số công ty đóng trên địa bàn quận Long Biên đi vào hoạt động, Cầu Bây trở thành dòng sông chết. Đặc biệt, tình trạng xả nước thải đổ xuống sông ngày càng khiến cho tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, việc sản xuất nông nghiệp và trồng cây ăn quả của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều gia đình không dám lấy nước sông để tưới, đã phải đầu tư kinh phí làm giếng khoan. Sông này nó ô nhiễm từ khi mà kiểu họ làm các cái nhà máy này, các cái liên doanh, liên giết gì, cứ thấy bẩn từ lâu rồi. Bẩn lắm mà dân thì chẳng biết kêu ai. Nó cứ đen xì như thế, thỉnh thoảng nó còn như là nước có gạo, mùi hôi thối. Từ mấy năm nay rồi, chả con gì sống được ở cái nước ý. Được biết, trước mức độ ô nhiễm ngày càng nặng nề của nước sông Cầu Bây, năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường khảo sát, lấy mẫu và đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng nước. Sau khi phân tích chất lượng nước, kết quả cho thấy chất lượng nước sông Cầu Bây đoạn chảy qua địa bàn huyện Gia Lâm bị ô nhiễm do nguồn rác thải xuất phát từ Long Biên. Các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước sông chảy qua huyện Gia Lâm vượt nhiều lần cho phép.